Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự tối thứ năm, ngày 7 tháng 10 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Chương trình Thời sự tối nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi tỉnh Bắc Cạn lần thứ 9. Hiệu quả từ nguồn vốn hỗ trợ sản xuất. Những sáng kiến cải cách hành chính. Thưa quý vị khán giả, sáng nay, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2019-2021. Tham gia hội nghị có 59 hộ gia đình tiêu biểu đại diện cho 5.000 hộ sản xuất kinh doanh giỏi trong toàn tỉnh. Dự hội nghị có các đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Đỗ Thị Minh Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi, thu hút đông đảo hội viên nông dân tham gia. Từ phong trào đã khích lệ, động viên các hộ nông dân nỗ lực vượt qua khó khăn, phát huy tiềm năng, lợi thế, mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, góp phần tạo thêm việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống. Bình quân mỗi năm thu hút trên 11.000 hộ nông dân đăng ký thi đua và có hơn 5.000 hộ đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Giai đoạn 2019-2021 đã có hơn 260 lượt hộ được Ủy ban nhân dân các cấp tặng bằng khen, giấy khen, gần 230 hộ được nhận bằng khen, giấy khen của các cấp hội nông dân. Phát huy những kết quả đã đạt được giai đoạn 2021-2024, hội nông dân các cấp tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào thi đua chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát huy có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương để tạo ra những sản phẩm nông nghiệp an toàn, có giá trị. Cùng với đó là đẩy mạnh các hoạt động liên kết, phát triển các hình thức kinh tế tập thể, tổ chức tốt các hoạt động tư vấn, dịch vụ hỗ trợ hội viên nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần tích cực vào quá trình chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tạo ra vùng nông sản hàng hóa có giá trị. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, biểu dương ghi nhận những kết quả đã đạt được của các cấp hội nông dân trong giai đoạn vừa qua. Mặc dù trong bối cảnh bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tình hình thiên tai dịch bệnh, nhưng hội viên nông dân đã nỗ lực vượt khó vươn lên thoát nghèo và làm giàu. Để phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi tiếp tục gặt hái được nhiều kết quả hơn nữa, đồng chí đề nghị trong thời gian tới, hội nông dân các cấp cần phát động và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, tham gia phát triển kinh tế, tái cơ cấu nông nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, liên kết chặt chẽ trong sản xuất, hình thành các chuỗi giá trị, góp phần xây dựng nông thôn mới bằng những nội dung cụ thể, bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Có được thành quả đó phải nói là sự nỗ lực của từng hộ nông dân và từng hội viên của chúng ta trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện và qua mô hình thực hiện nhân rộng mô hình ở địa phương đã từng bước hình thành cái vùng sản xuất hàng hóa. Tại hội nghị đã có 29 cá nhân được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen và 30 hộ được Ban chấp hành Hội nông dân tỉnh tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2019-2021. Hôm qua, Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong 9 tháng đầu năm 2021, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định và được giữ vững. Những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự được phát hiện và giải quyết kịp thời tại cơ sở, không để xảy ra đột xuất bất ngờ. Đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh được kiểm soát, công tác xây dựng lực lượng hậu cần thường xuyên được quan tâm, thực hiện hiệu quả. Từ đầu năm đến nay, lực lượng công an toàn tỉnh đã điều tra, khám phá 323 vụ, đạt 96,4%, khởi tố 125 vụ, 212 bị can, xử lý vi phạm hành chính hơn 200 vụ, 426 đối tượng với số tiền trên 600 triệu đồng. Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận và biểu dương những thành tích, kết quả mà Đảng ủy Công an tỉnh đã đạt được. Đồng chí đề nghị trước mắt cần thực hiện tốt công tác chuẩn bị phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Bắc Cạn. Nắm tình hình từ sớm, từ xa, giải quyết ngay những vấn đề phức tạp nảy sinh, tuyệt đối không để hình thành điểm nóng, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến dân tộc, tôn giáo. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn, xây dựng dữ liệu dân cư. Đồng chí tin tưởng với sự lãnh đạo chỉ đạo và sự nỗ lực của lực lượng công an các cấp, công an tỉnh sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đã đề ra. Sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Cạn đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề để góp ý vào dự thảo luật thi đua khen thưởng sửa đổi trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15.
Dự thảo luật thi đua khen thưởng sửa đổi gồm có 8 chương và 98 điều, trong đó có một số điều hoàn toàn mới so với bộ luật hiện hành. Trên cơ sở tổng kết đánh giá 13 năm thi hành luật thi đua khen thưởng hiện hành, dự thảo luật được xây dựng nhằm khắc phục những bất cập trong công tác thi đua khen thưởng theo luật thi đua khen thưởng hiện nay. Tham gia góp ý vào dự thảo luật thi đua khen thưởng sửa đổi, các đại biểu cho rằng dự thảo luật cần thể hiện rõ hơn tinh thần của công tác thi đua khen thưởng hiện nay là chú trọng khen thưởng ở cấp cơ sở và người lao động trực tiếp, mở rộng phạm vi điều chỉnh của luật, bổ sung thêm quy định về khen thưởng ở các tổ chức chính trị, xã hội, hội, đoàn thể, thay vì chỉ dừng lại ở khen thưởng của hệ thống cơ quan nhà nước. Luật cũng cần quy định rõ hơn về thẩm quyền thực hiện công tác thi đua khen thưởng, bổ sung về tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu thi đua cụ thể rõ ràng hơn, tránh tràn lan trong công nhận các danh hiệu khen thưởng. Đối với quy định về hồ sơ khen thưởng, cần bổ sung nội dung sử dụng hồ sơ điện tử để phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính, giảm thời gian, chi phí cho cá nhân, tổ chức, vân vân. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Cạn đã ghi nhận và tiếp thu ý kiến của đại biểu cử tri tại hội nghị và khẳng định đây là những chất liệu quan trọng để đại biểu Quốc hội của tỉnh nghiên cứu, chọn lọc để tham gia góp ý và dự thảo luật trong kỳ họp Quốc hội khóa 15 tới. Để chuẩn bị cho cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Bắc Cạn năm 2021, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tỉnh, các địa phương đã tích cực triển khai công tác tuyên truyền cho nhân dân hiểu về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc diễn tập, đồng thời vận động nhân dân ủng hộ cho cuộc diễn tập sắp tới. Đến nay, các tầng lớp nhân dân, các địa phương trong tỉnh đã ủng hộ được hơn 5 tấn lương thực, thực phẩm các loại để phục vụ cho cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Bắc Cạn năm 2021. Cùng với đó, huy động hội viên phụ nữ, đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động như giúp nấu cơm, tiếp tế nước, xây dựng công sự, hầm hào với tổng cộng trên 8.000 ngày công lao động. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức cho người dân về trách nhiệm tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành của tỉnh vừa tổ chức hội nghị triển khai dự án khoa học xây dựng mô hình trồng cây ăn quả ôn đới tại một số thôn vùng cao của huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Cạn. Đồng chí Đỗ Thị Minh Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng chủ trì hội nghị. Sau khi nghe chủ nhiệm dự án trình bày để cương thuyết minh chi tiết dự án, các thành viên Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tỉnh cho rằng việc triển khai dự án là cần thiết bởi mục tiêu rõ ràng, phương pháp thực hiện có tính khả thi cao. Khi được thực hiện thành công sẽ là cơ sở khoa học thực tiễn để địa phương nhân rộng. Tuy nhiên, các thành viên đề nghị dự án chỉ tập trung vào trồng thử nghiệm 3 loại cây là lê VH6, mận tam hoa, hồng LT1. Về quy mô, mỗi loại cây sẽ trồng thử nghiệm với diện tích 3 ha. Kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị cơ quan chủ trì, chủ nhiệm dự án tiếp thu các ý kiến góp ý của thành viên hội đồng, hoàn thiện đề cương trình phê duyệt triển khai. Sở Khoa học và Công nghệ thành lập tổ thẩm định kinh phí theo đúng các quy định của nhà nước. Chiều nay, Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh đã khảo sát tình hình bàn giao, sử dụng trang thiết bị y tế của gói thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị y tế thuộc dự án Bệnh viện Đa khoa Bắc Cạn. Gói thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị y tế thuộc dự án Bệnh viện Đa khoa Bắc Cạn có hơn 190 thiết bị y tế với tổng trị giá hơn 245 tỷ đồng đã được bàn giao và đưa vào sử dụng. Ngay sau khi tiếp nhận, Bệnh viện Đa khoa Bắc Cạn đã giao thiết bị cho các phòng, khoa quản lý và phân công viên chức trực tiếp sử dụng. Đối với những trang thiết bị đơn giản, dễ sử dụng đã được đơn vị đưa vào sử dụng ngay để phục vụ công tác khám chữa bệnh. Đối với các trang thiết bị kỹ thuật công nghệ cao, đơn vị cử viên chức đi đào tạo quy trình vận hành, đọc kết quả. Tuy nhiên, đối với những trang thiết bị có yêu cầu trình độ chuyên sâu hiện nay, đơn vị vẫn chưa làm chủ được kỹ thuật. Một số thiết bị chưa khai thác được hết công suất sử dụng, một số còn thường xuyên hỏng hóc, chi phí bảo dưỡng, sửa chữa lớn, trong khi nguồn kinh phí của bệnh viện hạn hẹp. Bệnh viện Đa khoa tỉnh kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục bố trí ngân sách bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị cho bệnh viện để đảm bảo độ bền của trang thiết bị, đặc biệt là các trang thiết bị hiện đại, cấp kinh phí mua bổ sung một số thiết bị cũ đã sắp hết khấu hao, phê duyệt định mức trang thiết bị chuyên dùng để đơn vị có cơ sở đánh giá trang thiết bị, đồng thời có căn cứ để mua sắm bổ sung trang thiết bị mới phục vụ công tác khám chữa bệnh. Được triển khai hơn 10 năm qua, từ hợp phần hỗ trợ sản xuất trong chương trình xây dựng nông thôn mới, nhiều địa phương đã xây dựng và duy trì được các mô hình chăn nuôi, trồng trọt, phát huy hiệu quả, góp phần cải thiện cuộc sống, nâng cao thu nhập cho người dân. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Vườn bưởi, ổi, sai lúc liều đang chuẩn bị cho thu hoạch. Rộng hơn 2.000 m2 của gia đình bà Hà Thị Hường được xây dựng từ nguồn vốn hỗ trợ sản xuất trong xây dựng nông thôn mới. Năm 2014, gia đình bà được cấp hơn 100 cây bưởi, phân bón theo phương thức người dân đối ứng 30%.
bà đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích ruộng thiếu nước sang trồng cây ăn quả. Đến năm 2016, gia đình bà trồng sen hơn 100 cây ổi. Đến nay mô hình phát triển tốt và cho thu nhập thường xuyên. Ổi thu hoạch gần như là quanh năm. Xong là bưởi thì được một vụ thì vẫn thấy được hơn là làm ruộng thì chỉ được mỗi một ấy không thấy được bao nhiêu. Tiêu thụ thì nhà mình thì có thương hiệu thì tiêu thụ cũng dễ mà. Không đủ để bán. Cũng được hưởng lợi từ vốn hỗ trợ sản xuất, gia đình ông Trần Văn Hội ở xã Nông Thượng, thành phố Bắc Cạn duy trì mô hình trồng cây ăn quả của mình được hơn 4 năm nay. Sau năm đầu tiên được hỗ trợ cây giống, phân bón, gia đình ông tập trung chăm sóc, mở rộng mô hình, kết hợp thêm chăn nuôi gà. Nhờ đó thu nhập gia đình được đảm bảo. Ổi là ngon. Là đầu tư này là vôi này, phân bón này, hỗ trợ bao nhiêu nhưng cây giống là mình không phải muốn mua rồi. Hôm qua mình chỉ mất cái công là san bãi ủi để chăm sóc hàng ngày. Từ năm 2019 đến nay, toàn tỉnh có 158 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai. Trong đó có 103 dự án được đánh giá đạt hiệu quả, có tính bền vững, chiếm 65%. Các dự án tập trung hỗ trợ về cây, con giống như chăn nuôi gà thương phẩm, nuôi dê, lợn, cá nước ngọt, phát triển cây cam đường canh, trồng rau an toàn, khoai tây. Các hộ dân tiếp cận được với những giống cây trồng vật nuôi mới, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từ đó tăng giá trị, hiệu quả kinh tế. Cái đây là chương trình của nhà nước, nói chung là lắm lúc là hỗ trợ là cây con này, cái giống này, cũng được mấy năm rồi, chúng ta đấy phát triển cũng tốt, muốn mở rộng lắm, nhưng mà tức là đấy đang bảo là đấy vừa rồi cũng có dự án là cũng đi học hỏi, coi như là đấy cây về sau này là cả làng làm thêm nữa, đấy chính là cải tạo ao này với lại trồng những cây hồng nó có nguồn gốc, gọi là có thu hoạch mới được. Thu nhập là tiêu chí khó đạt và duy trì bởi yêu cầu năm sau sẽ cao hơn năm trước. Việc phát huy hiệu quả từ nguồn vốn hỗ trợ sản xuất giúp người dân nâng cao đời sống, đồng thời giúp các địa phương hoàn thành và giữ vững các tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Thời gian qua, các địa phương trong tỉnh đã chú trọng phát triển các tổ hợp tác nhằm thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã thành lập mới được 48 tổ hợp tác, nâng tổng số hợp tác lên hơn 360 tổ với hơn 1.800 thành viên tham gia. Mặc dù quy mô nhỏ, mỗi tổ từ 3 thành viên trở lên, nhưng các tổ hợp tác đã tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động địa phương. Bình quân thu nhập, các tổ viên đạt từ 3,2 đến 3,5 triệu đồng một tháng. Doanh thu của các tổ hợp tác đạt khoảng 200 triệu đồng một năm, lợi nhuận bình quân khoảng 25 triệu đồng một người một năm. Ngành nghề hoạt động của các tổ hợp tác cũng khá đa dạng như trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, xây dựng. Xác định tổ hợp tác là tiền đề quan trọng để xây dựng các hợp tác xã, tỉnh Bắc Cạn đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2022 đưa tổng số tổ hợp tác lên gần 400 tổ. Thưa quý vị khán giả, Cục Thuế Bắc Cạn đang tiến hành thảo luận dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022 đối với các địa phương, đơn vị được giao nhiệm vụ thu ngân sách. Năm 2022, Bắc Cạn được giao chỉ tiêu thu ngân sách là 746 tỷ đồng, cao hơn năm 2021 33 tỷ đồng. Theo đó, việc thảo luận dự toán thu ngân sách có ý nghĩa hết sức quan trọng. Dự toán thu phải đảm bảo yêu cầu tích cực, sát thực tế phát sinh, tổng hợp đầy đủ các khoản thu ngân sách mới trên địa bàn, rà soát các dự án hết ưu đãi thuế, phân tích đánh giá những tác động ảnh hưởng đến dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022 theo từng địa bàn, từng lĩnh vực thu, khoản thu, sắc thuế. Bên cạnh đó, việc thảo luận cũng phân tích yếu tố tác động đến nguồn thu ngân sách nhà nước tại địa phương, đặc biệt là những tác động của đại dịch COVID-19 để có những dự toán phù hợp. Huyện Bạch Thông vừa tiến hành bàn giao đưa vào sử dụng nhà văn hóa xã Cẩm Giàng sau 4 tháng xây dựng. Công trình được khởi công từ tháng 6 do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Bạch Thông làm chủ đầu tư với tổng kinh phí xây dựng 1,5 tỷ đồng từ nguồn cân đối ngân sách. Công trình nhà văn hóa xã Cẩm Giàng được xây dựng theo tiêu chuẩn kỹ thuật nhà một tầng cấp 3 dân dụng với diện tích hơn 300 m², đảm bảo chỗ ngồi, sân khấu đạt chuẩn theo quy định về xây dựng nông thôn mới. Công trình được xây dựng hoàn thành và được đưa vào sử dụng phục vụ nhu cầu học tập cộng đồng, sinh hoạt văn hóa, thể thao của người dân, đồng thời giúp xã Cẩm Giàng hoàn thành các tiêu chí để về đích xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
Trong những năm qua, để nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, các cơ quan đơn vị đã đề xuất nhiều giải pháp, sáng kiến có tính ứng dụng cao nhằm góp phần khắc phục những hạn chế trong thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban Nhân dân phường Sông Cầu được đi vào hoạt động từ tháng 4 năm 2018. Để đáp ứng những đòi hỏi yêu cầu về cải cách hành chính, từ năm 2019, Ủy ban Nhân dân phường Sông Cầu đã thực hiện mô hình gửi thư chúc mừng, chia buồn đến nhân dân nhằm tạo mối quan hệ gần gũi và gắn kết hơn nữa giữa chính quyền với người dân, thể hiện sự quan tâm chia sẻ của chính quyền đối với đời sống của nhân dân, góp phần xây dựng hình ảnh chính quyền, người cán bộ công chức gần gũi, thân thiện và phục vụ nhân dân, nhằm đẩy mạnh công cuộc cải cách hành chính trên địa bàn nói chung, cải thiện chỉ số hài lòng của người dân đối với chính quyền nói riêng. Sau khi sinh bé thứ hai thì nhà chúng tôi cũng đi làm khai sinh cho cháu. Tôi còn được nhận cả cái thư chúc mừng của Ủy ban Nhân dân và chúc mừng gia đình là có thêm thành viên mới. Thì tôi thấy điều này là rất là hay và ý nghĩa. Bằng cái thư chúc mừng đó thì ở mặt sau chúng tôi có thể hiện những cái nội dung như là tổ chức đám cưới theo hình thức là nếp sống văn minh, hoặc là những lưu ý khi mà chăm sóc những trẻ nhỏ, thì qua đó cũng đã nâng cao được chất lượng công tác tuyên truyền pháp luật trên địa bàn ạ. Tại Sở Công Thương, năm 2020 đã thực hiện việc chuyển đổi áp dụng từ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2008 sang hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2015 từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của đơn vị. Giải pháp này không chỉ giúp đơn giản hóa quy trình lưu trữ mà còn tiết kiệm được 25 triệu đồng tiền thuê chuyển đổi. Giải pháp được thực hiện, được áp dụng thì đã thực hiện cái việc là tra cứu các cái văn bản quy định dễ dàng, phân định rõ trách nhiệm cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, giảm được cái thời gian thực hiện cái việc lưu trữ. Và tổng cái số lượng trên trang web của chúng tôi hiện nay là đang gần 2.000 bài và nó còn hơn 1.000 tin bài trên trang web đó. Qua đó cũng đã giúp cho cán bộ công chức trên địa bàn tỉnh cũng như các doanh nghiệp trong tỉnh, qua đó là cái kênh thông tin rất là hữu ích cho cái để nắm về các chủ trương về đầu tư, về cải cách thủ tục hành chính, rồi tất cả các dự án lớn trên địa bàn tỉnh thì đều thông qua trang web đó. Cải cách hành chính là một sự thay đổi có kế hoạch theo một mục tiêu nhất định được xác định bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nhằm tạo ra những thay đổi trong các yếu tố cấu thành của nền hành chính, làm cho các cơ quan hành chính nhà nước hoạt động hiệu lực hiệu quả hơn, phục vụ nhân dân, phục vụ xã hội. Do vậy, với những sáng kiến giải pháp cải cách hành chính có tính ứng dụng thực tiễn sẽ góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại. Trước những hạn chế bất cập trong công tác quản lý hoạt động khai thác, chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh hiện nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Đăng Bình vừa ra chỉ thị về việc tăng cường quản lý hoạt động của các cơ sở sản xuất, chế biến gỗ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất chế biến gỗ thực hiện nghiêm các quy định về sử dụng đất, bảo vệ môi trường và hóa đơn, chứng từ trong sản xuất kinh doanh, chủ động liên kết với các bên liên quan để thực hiện sản xuất theo quy trình khép kín, từ khâu trồng rừng đến khai thác, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất chế biến gỗ cam kết không thu mua gỗ tròn đối với rừng trồng chưa đủ tuổi khai thác và gỗ rừng tự nhiên. Đối với Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố cần tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động khai thác, chế biến và thu mua sản phẩm gỗ rừng trồng, quản lý chặt chẽ, kiểm tra thường xuyên, đột xuất các cơ sở chế biến gỗ, xử lý nghiêm, kiên quyết đình chỉ hoạt động, đóng cửa cơ sở không có đăng ký kinh doanh, buộc tháo dỡ máy móc, thiết bị, nhà xưởng đối với các cơ sở không đảm bảo điều kiện hoạt động theo quy định. Từ trưa hôm qua, tại khu vực tổ Khuổi Thuổm, phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Cạn đã xảy ra vụ sạt lở đất với khối lượng khá lớn do san ủi mặt bằng gây nên. Rất may vụ sạt lở này không gây thiệt hại về người và tài sản. Vụ sạt lở đã khiến hàng trăm khối đất từ trên đồi sạt xuống lòng đường thuộc quốc lộ 3 đoạn qua khu vực tổ Khuổi Thuổm, phường Huyền Tụng, khiến cho nhiều hộ dân lân cận lo lắng. Được biết nguyên nhân của việc sạt lở là do một số dân khu vực này đang tiến hành san ủi đất đồi lấy mặt bằng. Hiện đơn vị thi công đang khẩn trương huy động máy móc, nhân lực để hót dọn trong thời gian sớm nhất, đồng thời đảm bảo giao thông tại tuyến đường, kịp thời khắc phục sự cố sạt lở đất nêu trên. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn.